Thưa quý vị và các bạn, tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa Chủ nghĩa Xã hội Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030 đạt được sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống nước chủ nhà Nga Vladimir Putin đã được phản ánh nhanh chóng và toàn diện trên các phương tiện truyền thông Nga, tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Với tựa đề Nga và Việt Nam cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS nhấn mạnh, tuyên bố chung đã tái khẳng định sự quyết tâm của hai bên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Hãng RIA Novosti nhấn mạnh, hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mang ý nghĩa quan trọng cấp thiết đối với hai nước, đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Trong đó, tuyên bố khẳng định Nga và Việt Nam sẽ đảm bảo an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở ở Biển Đông. Bà Rossiskaya Gazeta, trực thuộc chính phủ Nga, trích dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại hội đàm nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược của Nga. Ngoài ra, nhiều tờ báo khác của Nga đưa tin về hội đàm quan trọng này cũng nhấn mạnh Việt Nam là người bạn thủy chung, tin cậy và là đối tác chiến lược của Nga.